Ngân quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái cây bông trang lá hình trái tim. Thì hiện tại là cây bông trang lá hình trái tim thì em có cây giống khoảng là 15 cho đến 18 cm, và nó một cốt đi lên thì giá là 9.000 một cây. Còn cái cây phía trước mắt các bạn đây thì là nó dạng bụi nha các bạn. Nó dạng bụi như vậy. Nó dạng bụi xum xê và nó cao khoảng từ 35 đến 40 cm và nó đang có bông nha cả nhà. Thì cái này là có giá là 70.000 một chậu, 5 chậu thì Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn nha. Cái rễ của nó ăn rất là nhiều rồi nha các bạn. Cái rễ nó ăn hết cái bầu đất luôn. Cây trang của mình thì rất là khỏe, màu của nó thì rất là tươi và cái bông của nó là bông 5 cánh nha các bạn, bông màu đỏ tươi. Và các bạn thấy không, Ngân quay gần cho các bạn coi nè, cái lá của nó hình trái tim, hình xoắn, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu về bông trang các loại thì cứ liên hệ với Ngân nha. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nhé. Các bạn nào ở gần thì đến trực tiếp địa chỉ nhà của Ngân là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Còn các bạn nào ở xa thì cứ cho Ngân địa chỉ ấp xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại Ngân gửi hàng cho các bạn nha. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân nha các bạn. Cảm ơn, xin cảm ơn cả nhà.